Xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Spy Room. Mình là Pink Dot và hôm nay sẽ là bài viết 10 năm biến động giá kinh hoàng của Bitcoin. Chúng ta hãy cùng bắt đầu đi tìm hiểu xem là 10 năm qua Bitcoin đã như thế nào nhé. Ok, hãy bắt đầu ngày thôi nào. Bitcoin đang giảm giá xuống mức thấp nhất trong vòng 3 tháng qua, trong bối cảnh thị trường bán tháo nhiều hơn và sự sụt giảm diễn ra trên diện rộng. Theo đó, giá một đồng Bitcoin hiện đã giảm xuống còn 41.007 đô la Mỹ. Mức giá này so với đỉnh kỷ lục là 69.000 đô hồi tháng 11 năm ngoái đã giảm giá tới hơn 40%. Theo CoinDesk, thời điểm ngày 11 tháng 1 đã có lúc giá đồng coin này giảm xuống 39.677 đô la Mỹ. Mức thấp nhất kể từ ngày 29 tháng 9 vào năm 2021. Theo giới phân tích, giá Bitcoin giảm mạnh sau khi các dịch vụ cung cấp Internet tại Kazakhstan bị gián đoạn do các vụ bạo động tại nước này. Do Kazakhstan vốn là địa điểm đặt nhiều trang trại đào Bitcoin. Và quan trọng hơn, Bitcoin cũng bị ảnh hưởng sau cuộc họp mới nhất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ FED hôm 5 tháng 1. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sau đó đã tiếp tục đổ dầu vào lửa, báo hiệu sẽ siết chặt nguồn cung tiền cho nền kinh tế và tăng lãi suất lên 8 lần trong 3 năm tới. Nhiều nhà đầu tư vì thế mà sợ hãi, tránh xa các tài sản rủi ro như là tiền điện tử. Theo Bloomberg, ngân hàng Goldman Sachs cho rằng quá trình tăng lãi suất của FED sẽ được chia thành 4 lần thay vì 3 lần trong năm 2022 như trong kế hoạch ban đầu. Ngoài ra, FED sẽ chuẩn bị 4 đợt tăng khác trong giai đoạn từ 2023 cho đến 2024 nhằm giải quyết dứt điểm tình trạng lạm phát đang tăng cao tại Mỹ. Nhiều đồng tiền điện tử hàng đầu đã đồng loạt lao dốc trong bối cảnh một đợt bán tháo diện rộng diễn ra trên sàn Nasdaq. Nếu giá tiền số tiếp tục giảm sâu, các thợ đào coin sẽ trực tiếp bị ảnh hưởng đến thu nhập và đây cũng là một mối lo ngại đến giới đầu tư. Đáng chú ý, theo báo cáo từ CoinDesk, một khối lượng cực lớn tiền điện tử đã được thanh lý trong thời điểm hiện nay. Đây không phải là một đợt bán tháo thông thường mà là một đợt bán tháo bắt buộc. Việc bán ra bắt buộc với tiền điện tử cũng giống như lệnh margin call trong đầu tư chứng khoán. Điều này có nghĩa là các nhà giao dịch đã vay ký tiền quỹ margin để mua coin. Khi giá giảm quá mạnh, các công ty môi giới buộc nhà đầu tư phải thanh lý để đảm bảo an toàn cho tài sản. Giá tiền điện tử Bitcoin bay hơi hơn 37% chỉ trong 2 tháng qua, cộng với lệnh margin call dồn dập khiến xu hướng giảm ngày càng tồi tệ hơn. Lời khuyên của các chuyên gia hiện nay là nếu mà nhà đầu tư chốt ôm margin thì động thái tốt nhất bây giờ là bán và cắt lỗ ngay khi còn có thể trước khi tình hình xấu hơn. Trên thực tế, việc Bitcoin giảm mạnh xuống dưới 40.000 USD đã được một số chuyên gia cảnh báo trước đó. Theo Mike Novogratz, CEO của Galaxy Digital, ngưỡng 38.000 đến 42.000 USD sẽ là hỗ trợ cứng của Bitcoin. Nhiều chuyên gia trong lĩnh vực tiền ảo thậm chí còn cho rằng Bitcoin sẽ đối mặt với nhiều rủi ro trong thời gian tới. Theo đó, Jesse Powell, CEO sàn giao dịch Kraken, dự đoán giá Bitcoin có thể sụt giảm đáng kể trong năm 2022. Thậm chí, không ngoại trừ khả năng giá Bitcoin sẽ tụt xuống dưới ngưỡng 40.000 đô la Mỹ một đồng vào mùa đông năm nay. Tuy vậy, bất chấp sự biến động, không ít chuyên gia lại tin tưởng rằng Bitcoin đang trên đường vượt qua mốc 100.000 USD. Trở lại diễn biến thị trường, nhiều tiền ảo vốn lớn hóa tiếp tục lao dốc theo Bitcoin. Cụ thể, Ethereum giảm 2,37%, Binance Coin giảm 13,16%. Solana giảm 3,45%, Cardano giảm 3,9%, Ripple giảm 2%. Đa giảm mạnh khiến tổng vốn hóa thị trường sáng nay giảm 1,68% về 1,940.000 tỷ USD. Những yếu tố nào có thể ảnh hưởng tới giá trị của Bitcoin? Vấn đề đầu tiên và cũng là yếu tố quan trọng nhất, chi phí cho việc khai thác phụ thuộc vào các yếu tố sau. Đầu tiên là chi phí cho các nguồn năng lượng, giá điện, nguồn năng lượng tái tạo, v.v. Công nghệ máy tính mới, nếu công nghệ phát triển, có thể giảm mức tiêu thụ hiện tại. Nhu cầu của thị trường, biến động giá xảy ra khi thị trường hoặc là xã hội có những biến động nhất định, ví dụ như là tỷ lệ lạm phát tăng cao chẳng hạn. Như đã nói, số lượng Bitcoin là có hạn. Với nguồn cung ổn định, về cơ bản, nếu không có biến động mạnh xảy ra, thì Bitcoin có xu hướng tăng trong dài hạn. Ngoài ra còn các yếu tố khác đáng xem xét. Ví dụ, nếu căng thẳng địa chính tăng lên hoặc các nhà giao dịch mất niềm tin vào các thể loại tiền tệ truyền thống, Bitcoin có thể lên giá. Tiền điện tử là một sản phẩm mới và mang tính cách mạng. Do đó, rất có thể các yếu tố ảnh hưởng đến giá trị của nó sẽ thay đổi theo thời gian. Chuyến tàu lịch sử bắt đầu.
Và sau đây, xin mời các bạn tới chuyến tàu giá của Bitcoin, một câu chuyện ly kỳ về sự tăng trưởng thần kỳ của đồng coin này. Cách đây 10 năm, những đồng Bitcoin đầu tiên trên thế giới đã ra đời. Kể từ đó, Bitcoin trải qua một con đường đầy sóng gió với các vụ hack, biến động giá cả mạnh và bị giới chức giám sát mạnh mẽ. Vào ngày 10 tháng 11 năm 2021 vừa qua, Bitcoin một lần nữa đạt mức cao nhất mọi thời đại là 69.045 USD. Trong hành trình lịch sử của Bitcoin, nó đã trải qua sự phát triển vượt bậc để trở thành một loại tiền tệ quan trọng được lưu trữ hiện nay. Từ những năm 2010, một số doanh nghiệp đã bắt đầu chấp nhận Bitcoin bên cạnh các loại tiền tệ truyền thống. Hãy cùng Spyroom nhìn lại lịch sử biến động giá của Bitcoin trong thập kỷ vừa qua để có một bức tranh tổng quát về loại tiền tệ đặc biệt này. Đây chắc chắn sẽ là video mang lại cho các bạn rất nhiều cảm xúc nếu như các bạn đã từng sống trong thị trường này. Năm 2011, giá Bitcoin đã tăng từ 1 đô la Mỹ vào tháng 4 năm đó lên mức cao nhất là 32 đô la Mỹ vào tháng 6, tăng 3.200% trong 3 tháng ngắn ngủi. Sự tăng vọt đó được theo sau bởi một cuộc suy thoái mạnh trong thị trường điện tử và giá Bitcoin chạm đáy ở mức 2 đô la Mỹ vào tháng 11 năm 2011. Có một sự cải thiện nhẹ vào năm sau và giá đã tăng từ 4,8 đô la Mỹ vào tháng 5 lên 13,2 đô vào ngày 15 tháng 8. Năm 2013 là một năm quyết định đối với Bitcoin. Nó bắt đầu giao dịch trong năm ở mức 13,4 đô la Mỹ và trải qua hai đợt bong bóng giá trong cùng một năm. Lần đầu tiên trong số này xảy ra khi giá tăng lên 220 đô la Mỹ vào đầu tháng 4 năm 2013. Sự gia tăng nhanh chóng đó được theo sau bởi sự giảm giá nhanh chóng không kém về mức 70 đô la Mỹ vào giữa tháng 4. Nhưng đó chưa phải là kết cục. Một cuộc biểu tình khác, một vụ tai nạn liên quan đã xảy ra vào cuối năm nay. Vào đầu tháng 10, Bitcoin đã được giao dịch ở mức 123,2 đô la Mỹ. Đến tháng 12, nó đã tăng vọt lên 1.156 đô, nhưng nó đã giảm xuống còn khoảng 760 đô 3 ngày sau đó. Những thay đổi nhanh chóng đó báo hiệu sự bắt đầu của một đợt sụt giảm trong nhiều năm và nó đã chạm mức thấp nhất là 315 đô la Mỹ vào đầu năm 2015. Bong bóng giá thứ 5 xảy ra vào năm 2017. Bitcoin đã dao động quanh vùng giá 1.000 đô la Mỹ vào đầu năm đó. Sau một thời gian suy giảm ngắn trong 2 tháng đầu năm, giá đi lên đáng kể từ 975,7 đô la Mỹ vào ngày 25 tháng 3 lên 20.089 đô vào ngày 17 tháng 12. Các chính phủ và các nền kinh tế đã chú ý và bắt đầu phát triển các loại tiền kỹ thuật số để cạnh tranh với Bitcoin. Các nhà phân tích đã tranh luận về giá trị của nó như một loại tài sản mà ngay cả khi hàng loạt những chuyên gia và những nhà đầu tư đưa ra dự báo như chu kỳ trước đây, giá Bitcoin đi ngang trong 2 năm sau đó. Ở giữa giai đoạn này, có những dấu hiệu của sự hồi sinh. Ví dụ, đã có sự phục hồi về giá và khối lượng giao dịch vào tháng 6 năm 2019. Giá đã vượt qua mức 10.000 đô la Mỹ, làm nhen nhóm hy vọng về một đợt phục hồi khác, nhưng nó đã giảm xuống chỉ còn 7.112 đô la Mỹ vào tháng 12 cùng năm. Phải đến năm 2020, khi nền kinh tế đóng cửa do đại dịch, giá Bitcoin mới bùng phát trở lại một lần nữa. Tiền điện tử bắt đầu năm ở mức 7.200 đô la Mỹ. Covid-19 và chính sách của các chính phủ đã làm gia tăng nỗi sợ hãi của các nhà đầu tư về nền kinh tế toàn cầu và đẩy nhanh sự trỗi dậy của Bitcoin. Một cú giảm sốc về dưới 4.000 đô la Mỹ diễn ra vào hồi tháng 3 năm nay không ảnh hưởng nhiều đến con đường tăng trưởng. Vào lúc đóng cửa ngày 23 tháng 11, Bitcoin được giao dịch với giá 18.353 đô la Mỹ. Việc in tiền của các chính phủ và ngân hàng trung ương đã giúp củng cố câu chuyện về Bitcoin như một kho lưu trữ giá trị vì nguồn cung của nó được giới hạn ở mức 21 triệu. Đến tháng 3 năm 2021, giá Bitcoin đạt mức cao nhất mọi thời đại là hơn 60.000 đô. Sự quan tâm liên tục của các tổ chức đối với tiền điện tử càng khiến giá của nó tăng lên. Bitcoin đạt mức đỉnh hơn 64.000 đô la Mỹ vào ngày 14 tháng 4 năm 2021. Tuy nhiên, vào mùa hè, giá đã giảm 50%, chạm mức 32.000 đô la Mỹ. Mùa thu năm 2021 chứng kiến một đợt tăng giá khác với giá dao động là 50.000 đô la, nhưng kèm theo mức giảm mạnh xuống còn khoảng 42.500 đô la Mỹ. Vào ngày 10 tháng 11 năm 2021 vừa qua, Bitcoin một lần nữa đã đạt mức cao nhất mọi thời đại là 69.045 đô la Mỹ. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng nói về tương lai của Bitcoin. Từ một đồng tiền số đầy sự hoài nghi, Bitcoin phát triển mạnh hơn nhờ được hỗ trợ bởi các ngành công nghiệp khai thác, cũng như nhiều tổ chức chính phủ trên thế giới. Đầu năm nay, El Salvador
trở thành quốc gia đầu tiên chấp nhận Bitcoin. Hôm 19 tháng 10, quỹ hoán đổi ETF đầu tiên dự đoán Bitcoin sẽ được niêm yết ở sàn chứng khoán New York, giúp giá trị tiền số này tăng mạnh. Theo Plan B, người nổi tiếng với mô hình Stock to Flow định giá riêng cho Bitcoin cho biết, giá trị tiền số sẽ vượt ngưỡng 100.000 USD vào tháng tới. Hồi tháng 6, ông đoán được gần chính xác các mức giá Bitcoin đạt được vào tháng 8, tháng 9 và tháng 10. Với các mốc là 47.000 USD, 43.000 USD và 63.000 USD. Phố Wall từng hoài nghi về Bitcoin, tuy nhiên, theo một phân tích nội bộ bị rò rỉ, giới phân tích tại đây cho rằng giá tiền điện tử này có thể vượt ngưỡng 300.000 USD mỗi đồng trong năm nay. Tuy vậy, một số chuyên gia khác đánh giá Bitcoin có thể sẽ biến động rất mạnh trong thời gian tới, do tính chất nhạy cảm của thị trường tiền số. Thị trường Bitcoin đang bị đầu cơ và thao túng bởi các nhà đầu cơ lớn. Những cá mập lớn mà mỗi một lần nổi lên biển đều tạo ra những cơn sóng gió trên thị trường. Hẳn mọi người còn nhớ pha "Có phải anh đang trêu đùa em đấy không?" của tỷ phú thiên tài Elon Musk với những chiếc status đẩy anh em chơi coin đi vào lòng đất của mình. Dù có phân tích về tương lai của Bitcoin bao nhiêu đi chăng nữa, thì chúng ta cũng phải thừa nhận rằng Bitcoin cũng giống như các loại tài sản khác tồn tại trong thị trường đầu tư. Nếu như không có sự can thiệp, thì chắc chắn sẽ là một vùng biển dữ mà những chú cá con hoàn toàn có thể bị cá mập mồi chài và nuốt chừng. Phải chăng, dưới làn nước sâu có những kẻ đang thì thầm, ta sẽ bán những chuỗi khối và thu lại tiền tươi từ các ngươi. Tuy vậy, hãy nhớ đến một câu nói nổi tiếng trong triết học, sự phát triển của sự vật hiện tượng có xu hướng, khuynh hướng lặp lại giai đoạn đầu, nhưng ở trình độ cao hơn, phát triển theo mô hình xoắn ốc. Phải chăng, cryptocurrency tương tự như vàng, nhưng ở trình độ cao hơn? Còn bây giờ, nếu như bạn là người may mắn sở hữu một hoặc là nhiều Bitcoin, thì hoặc là hãy cứ tiếp tục sống trong những cảm xúc chờ đợi giá trị ngày càng tăng, hoặc là chấp nhận xuống thuyền và cầm một số tiền khổng lồ sử dụng cho những kế hoạch riêng của mình. Chúc các bạn thành công! Nếu các bạn thích video này, hãy like và share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Spy Room, còn mình là PinkDot. See ya!